Em Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Nhân dịp đầu xuân năm mới, nhà vườn em Thảo xin kính chúc cả nhà mình có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Và đầu xuân nhà vườn em Thảo tri ân và tặng quà cho tất cả các anh chị à, ủng hộ nhà vườn em. Và số điện thoại của nhà vườn em là 0965-495-087 hoặc 0848-626-228. Khi mua hàng của nhà vườn em thì được xem hàng trước khi nhận. Và những cái đơn hàng từ ngày mùng 1 Tết cho đến ngày mùng 6 Tết thì vào ngày mùng 7 nhà vườn em sẽ đóng hàng gửi cho các anh chị luôn nhé. Và nhà vườn em thảo ngoài kiếm có rất là nhiều loại kiếm ra thì còn có phi điệp và hiện tại thì à, phi điệp ở lô bên này thì nó đã chuẩn bị dụng lá cho hoa rồi. Đầu tiên về phi điệp do nhà vườn em Thảo có uh, mấy loại liền nên là em Thảo sẽ làm theo combo với giá rất là mềm cho cả nhà mình cùng sưu tâm Đó, đầu tiên đó chính là combo A gồm có cây năm cánh trắng Đài Loan, năm cánh trắng Bạch Tuyết và năm cánh trắng Trường Sa. Đây chính là cây năm uh, cánh trắng Đài Loan. Em Thảo sẽ chia sẻ qua cho cô chú anh chị mới biết đến nhà vườn em đó là cây năm cánh trắng Đài Loan là hàng tại Đài Loan và nhà vườn em Thảo đã lấy về thuần được uh, hơn một năm rồi. Đó thì cây nó hiện tại nó đang chuẩn bị uh, uh, dụng lá cho hoa đây này đang rất là mập thân này các bác có nhìn thấy này nó đang rất là mập thân luôn và những cái cây này uh, trong lô này có hơn 70 mặt hoa năm cánh trắng em Thảo sẽ sâu lên uh, do là đầu xuân năm ngoái nhà vườn em Thảo có bắt được rất là nhiều những cái mặt hoa đẹp và em có chụp lại để em sâu lên nên là trong lô này loan của nhà vườn em thì nó không có mặt bông nào nó giống mặt bông nào luôn đấy ạ à. toàn những cái mặt bông đẹp là năm cánh trắng luôn đó tiếp theo là cây năm uh, cánh trắng trường sa và năm cánh trắng bạch tuyết thì hai cây này nó là hàng gieo hàn tự thụ có sổ sổ ra hoa trong lô nhà vườn em ra những cái bông rất là đẹp đó những cây này những cái cây này nhà vườn em thảo bình thường bán cho các anh chị là hơn 200 đấy ạ đó, một cái combo này nhà vườn em thảo bán đầu xuân năm mới là 345 000 một combo em sẽ tặng kèm theo cho các anh chị à, một cái cây phi điệp 6 mắt đó một cái cây phi điệp 6 mắt đây là đang dụng lá cho hoa rồi đó hàng ươm ki nha các bác nhé sáu mắt hàng ươm ki chuẩn hoa hoặc là một cây năm cái trắng đài loan à, nó cao khoảng tầm từ 10 đến 15 cm đó, rất là đẹp như thế này Đó, thì các bác muốn lấy cây nào tặng cũng được Đó là về combo A Là 345.000 tặng kèm Các bác một cây 6 mắt hoặc một cây 5 cái trắng Đài Loan Và tiếp theo đây là combo B Sẽ gồm có cây người đẹp Tây Đô Và 5 cánh trắng Bình An Và cây 5 cái trắng Trường Sa Thì hai cây này Người đẹp Tây Đô với 5 cái trắng Bình An Thì là cái cây hàng ươm ki đây là cây người đẹp tây đô này em sẽ cho các bác xem mặt hoa này và đây là cây năm cánh trắng bình an đó và tiếp theo nữa đây là cây à, năm cánh trắng trường sa hàng gieo hạt tự thụ và sổ trong lô những cái mặt bông toàn ra mắt mờ có những cái cây em thảo rất là thấy giống với cái hồng xòe xanh luôn đó trong lô này sổ ra những cái mặt bông rất là đẹp đó bình thường những cái chậu này nhà vườn em thảo toàn bán 2 đến 300 nghìn thôi hôm nay em thảo cũng sẽ bán cho cả nhà mình với giá là 345 nghìn một combo mỗi một cây nhà vườn em thảo bán theo thực tế là nó sẽ cao khoảng tầm trên 20 cm nha các bác nhé đó trên 20 cm rất là đẹp và đã thắt ngọn chuẩn bị dụng lá cho hoa đây là một số anh chị khi mà mua cái cây này về mà nó có dụng lá hoặc hoặc là vàng lá thì các anh chị không hoang mang nhé đó nhớ cái thực tế nhà vườn em chia sẻ và khi mà mua combo b này thì nhà vườn em cũng sẽ tặng cho các anh chị một cái cây năm à, cánh trắng đài loan khoảng nhỏ nhỏ như thế này khoảng tầm 10 đến 15 cm hoặc một cây phi điệp sáu mắt đó và tiếp theo là kiếm thì nhà vườn em thảo sẽ à, chia sẻ tất cả các anh chị nếu mà muốn mua hoa của nhà vườn em muốn biết những cây thực tế nhà vườn em chọn như thế nào thì có thể là nhắn tin qua zalo của em theo cái số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề hoặc là em sẽ chọn cho các anh chị nhớ cây rất là đẹp đó bây giờ em thảo sẽ à, quay sang kiếm thì cả nhà mình muốn yêu mến những cái cây kiếm nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua zalo nha các tiếp theo bên này là những cái chậu kiếm lách noi của nhà em đó Kiếm là một trong những cái cây chơi hoa chơi lá phong thủy đúng không ạ? Các bác hãy để ý nhà đại tướng võ nguyên giáp có hai cái chậu kiếm phan trí ở ngay trước cửa đấy ạ. Đó đối với những người người ta làm chính trị người ta phong thủy thì người ta liên quan đến đó chính là về sự trường tồn. Một cái cây kiếm như thế này nó có thể đẻ ra nó có thể sinh sản được khoảng sống được khoảng tầm 10 năm. Đó à, còn những cái cây hoàng thảo đây các bác phải nhìn thấy này mỗi một năm trôi đi thì nó lại rụng hết lá lại cho hoa đúng không ạ? Ví dụ như cái chậu này chẳng hạn đây này các bác nhìn thân thân bà cụ của nó đây nhá, đời đời bố mẹ và đây là đời cháu đây này. Đó. Và đây là cây kiếm sắc hồng, hiện tại trên thị trường không có nhiều và đây là một trong những cây kiếm uh, rất lại có ít ở trên thị trường và có một số nhà vườn người ta cũng lấy về người ta đặt tên uh, khác đi nên là người ta bán giá cũng rất là cao. Riêng cái kiếm kiếm sắc hồng like non này các bác phải tham khảo giá trên Facebook hoặc trên YouTube thì người ta cũng bán giá khoảng tầm 900 cho đến 1 triệu 2 một thân như thế này. Đó, ngày hôm nay thì em thảo bán cho các bác với giá là 750 000 một cái chậu như này người chết em bán 800 000 đã. Đó, đây. Các bác nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp nhá. Hoa của nó em sâu lên cho mọi người xinh ơi là xinh luôn. Nói chung là cần hoa dày uh, cây này sinh sản nhanh và đặc biệt là cây này khỏe, chịu lạnh rất là tốt luôn. Đó chịu nóng chịu lạnh đều rất là ok. Thì là cái cây này em ở trên Lạng Sơn em hiện tại đang có 9 độ mà vẫn còn rất là khỏe nhá. Đó và cây này nhà vườn em đã trải qua một cái mùa đu mùa đông rồi nên là các bác yên tâm là các bác ở trên miền Bắc trồng thoải mái, miền Nam cũng vậy ạ. Và các bác mua cây lách noi kiếm sắc hồng lách noi của nhà em em sẽ tặng các bác một cây kiếm mà xanh Huế Thái hay gọi là kiếm An Ba đột biến đấy ạ. Nó cũng là hàng đột biến của Thái. À, tên là An Ba thì cây này bình thường em thả bán 500 000 hôm nay 750 rưỡi tặng cho các bác gọi là combo này. Đó, combo hai chậu như này là 750 rưỡi Đó. Riêng về kiếm An Ba thì nó rất là giống với xanh Huế nên mọi người gọi là xanh Huế Thái đây này. Đó ví dụ như là chậu này chẳng hạn. Đó các bác. Đó khi mà em gửi cho các bác ấy những cái chậu nó thân già nó bị lỗi một chút xíu như này là do nhà em thảo lấy hàng rừng về em trồng nên là nó có lỗi một chút xíu nếu mà các bác mua những cái cây kiếm hàng rừng ấy về các bác trồng nó cũng các bác cũng biết đúng không ạ đó còn nếu mà những cái cây những cái cây kiếm mà nó đẹp mỹ mãn ấy thì nó là những cái hàng hạt hoặc là hàng khác thì nó sẽ giá trị nó sẽ khác hơn so với hàng rừng này hàng rừng nó rất là khỏe mà đặc biệt là hoa của nó hai cái mặt hoa này đều rất là đẹp của nhà vườn em và đang bán được rất là nhiều cô chú chị quan tâm đến luôn hai cây này thì từ bắc vào nam thì chúng ta đều có thể thuần được và đều có thể là ngắm hoa được và mấy cây này tới này nó sẽ cho hoa luôn đấy ạ. Bác nào quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo là 0965495087 nhé. Ngoài